hướng dẫn đăng ký tài khoản và nạp tiền. Đầu tiên, sau khi bạn mở app lên, bạn chọn tạo tài khoản mới. Tiếp đến, nếu bạn là doanh nghiệp hãy chọn doanh nghiệp hoặc cá nhân. Sau đó bạn nhập lần lượt họ tên, số điện thoại, email và mật khẩu. Xong bạn chọn đăng ký, ngay lập tức sẽ có mã OTP gửi về cho bạn nhập vào nhé. Sau khi đăng ký thành công, bạn quay lại đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu mới nãy bạn tạo. Vào giao diện đầu tiên là tab tài khoản, ở đây bạn nhớ xác thực tài khoản bằng eKYC để có thể tham gia đấu giá. Chụp căn cước công dân, mặt trước và sau. Nạp tiền vào tài khoản, bạn chọn ở đây nhé. Sau đó bạn chọn chuyển khoản. Ở đây có các mức cho bạn chọn. Sau đó bạn chọn ngân hàng và thanh toán, màn hình sẽ hiện lên ô thông tin chuyển khoản. Bạn nhớ chuyển đầy đủ nội mã ở đây nhé. Tiếp đến là nạp coin, sau khi tài khoản của bạn đã có tiền, bạn phải nạp thêm coin để sử dụng các dịch vụ bên trong app nhé. Hướng dẫn đăng tin bất động sản, bạn chọn vào dấu cộng phía dưới này nhé. Ở đây có hai chức năng, mình sẽ hướng dẫn bạn đăng tin trước. Bạn nhập lần lượt theo các ô thông tin sản phẩm bất động sản của bạn nhé. Mình sẽ nhập mẫu. Sau khi nhập xong, ở đây có các gói tin theo nhu cầu đăng của bạn. Bạn chọn gói phù hợp. Sau đó, thêm hình ảnh. Và bạn nhấn nút thêm là xong. Chúc bạn thao tác thành công. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0388646666 để được hỗ trợ kịp thời. Hướng dẫn đăng tin giá bất động sản. Tiếp đến chúng ta sẽ đến phần đăng tin giá. Bạn nhận theo thứ tự từ trên xuống nhé. Đầu tiên là tiêu đề của sản phẩm bất động sản. Tiếp đến là thể loại bất động sản và chủ đề. Ở đây mình sẽ nhập mẫu cho các bạn xem thử. Tiếp tục bạn chọn tỉnh, thành phố, huyện xã, địa chỉ. Xong đến phần thông tin môi giới, nếu bạn là chính chủ hãy chọn chính chủ. Sau đó thêm phần trăm hoa hồng và phí đặt cọc. Theo bạn chọn hợp đồng phù hợp và chọn gói đăng tin tùy theo nhu cầu của mình nhé. Cuối cùng bạn chọn hình ảnh cho sản phẩm bất động sản và nhấn nút thêm để đăng lên. Chúc bạn thao tác thành công. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0388646666 để được hỗ trợ kịp thời. Hướng dẫn chức năng sản phẩm, bạn chọn theo hướng dẫn của mình ở góc dưới này nhé. Với chức năng này, sẽ hỗ trợ bạn quản lý được các sản phẩm bất động sản và công việc của mình như tin đăng, sản phẩm bất động sản yêu thích, quản lý đơn giá, quản lý môi giới, v.v. Ở đây mình sẽ thao tác thử cho bạn xem nhé. Chúc bạn thao tác thành công. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0388646666 để được hỗ trợ kịp thời. Hướng dẫn thao tác trên trang chủ, đăng giá và ký hợp đồng online. Với màn hình trang chủ đầu tiên là thanh tìm kiếm, bạn có thể lọc theo tin đăng hoặc đăng giá. Tiếp đến là thanh công cụ, gồm có tin đăng, đăng giá, xem quy hoạch và hợp đồng. Hiện tại ở đây mình chưa có hợp đồng nào, lát nữa mình sẽ hướng dẫn bạn ký hợp đồng online. Lướt trên trang chủ bạn có thể nhìn thấy các sản phẩm bất động sản mình. Sẽ chọn thử một sản phẩm làm mẫu nhé. Đây là hợp đồng đã được soạn sẵn, bạn kéo xuống dưới để ký. Sau đó bạn nhấn lưu để hoàn tất hợp đồng. Ngoài ra bạn có thể đăng bình luận kèm theo. Tiếp đến là đăng giá. Mình sẽ chọn một sản phẩm demo cho bạn. Chọn nút xanh ở đây nhé. Sau đó nhập giá bạn mong muốn. Sau cùng là nhấn lưu. Chúc bạn thao tác thành công. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0388646666 để được hỗ trợ kịp thời.